Vừa qua tại Hà Nội, Fashion Show High Autumn 2023 của Mẫu Nhí Pro đã mang đến đêm diễn đầy cảm xúc, cuốn hút khán giả bằng sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Fashion Show High Autumn 2023 lấy cảm hứng mùa thu lãng mạn và ẩn sâu bên trong là câu chuyện xưa với các nàng công chúa và chàng hoàng tử bước ra từ thế giới thần tiên đầy thơ mộng. Chương trình quy tụ hơn 500 mẫu nhí, hơn 20 CEO nhãn hàng và hàng trăm bậc phụ huynh nhà nhí pro tham dự. Đặc biệt có sự góp mặt của hơn 20 bộ sưu tập đến từ các thương hiệu thời trang và các nhà thiết kế trẻ nổi tiếng, mang đến những trải nghiệm có 102 cho các bạn nhỏ. Chia sẻ tại buổi trình diễn, cô Nguyễn Thanh Nga, CEO MT Group cho biết, show diễn được tổ chức nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho các bạn nhỏ đam mê thời trang và sàn diễn, đồng thời mở ra sân chơi bổ ích, giúp các bạn bộc lộ năng khiếu, sở thích và hiện thực hóa ước mơ trở thành người mẫu. Ban tổ chức mong muốn tạo cơ hội cho công chúng được chiêm ngưỡng các thiết kế, những tiết mục trình diễn chân thực nhất.